Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, đây, dạo này quê bà Bắc Giang nó nóng lắm các cháu ạ. Tiết trời tinh 37, 38 độ thôi các cháu ạ. Thì các cháu ơi, nhà bà hôm nay có các cháu đi chơi đông lắm mà bà lại thích uống nước mía nữa. Thì các cháu ạ, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip. Bà làm một cốc nước mía siêu to khổng lồ để bà cùng các cháu đến chơi uống thưởng thức cho nó mát nhá, giải nhiệt cơ thể nhá các cháu nhá. Thì các cháu ơi, bây giờ bà giới thiệu nguyên liệu của cốc nước mía siêu to khổng lồ hôm nay này. Đây các cháu này, bà chuẩn bị mấy vang mía này, siêu to khổng lồ xanh biếc ngon lắm các cháu ạ. Mà các cháu ơi, hôm nay bà lại còn rất nhàn các cháu ạ. Bà lại còn mượn của em trai bà được một cái máy ép mía này siêu to khổng lồ đấy, các cháu nhìn thấy chưa? Đấy, rất chi là hiện đại. Thì mà lại còn mượn được cả cái máy ép mía nữa, cạo vỏ nữa các cháu ạ. Thì các cháu ơi, bây giờ bà sẽ đi thực hiện luôn nhá, kéo các cháu chờ lâu. Thì hôm nay bà có nhờ con gái của bà giúp bà nhá. Chào mọi người, con chào các bạn đi. Thì bây giờ hai mẹ con nhà bà sẽ đi cạo mía nhá, cho vào cái máy cạo mía. Đi con ơi. Dạ. Hai mẹ con mình đi cạo mía. Nào, con vác vào đây. Chỗ này nó chặt, bà phải vác ra kia các cháu ạ. Đây. Ui, lặng thế. Mía dài quá các bạn ạ. À, các cháu ơi, đây, đây là cái máy cạo mía này, cạo vỏ này, đấy các cháu ạ, nhàn lắm. Hiện đại luôn các bạn ạ. Không phải cạo tay nhưng cạo cạo này đâu các cháu ạ, đấy, hiện đại lắm. Thì con gái bật con mày nhá. Mẹ rồi. Rồi. Bà nó cũng vẫn còn nhiều mía lắm nhưng mà hẳn tạm thời đẽo bằng này đã nhá, bót bằng này đã. Thì bây giờ là con gái coi là phạt ngọn mới phạt đầu, phạt ít để cho mẹ, để mẹ xay các cháu ạ. Đấy, cái máy này xay được cả cây luôn đấy. Con phạt chết chết lên cho nó dễ. Đây, con lót cho mẹ cái nữa. Con phạt ống dầu này khi đưa vào máy nó dễ. Con gái bà vụng lắm các cháu ạ, mình cầm tay treo các bạn. Phạt mạnh rồi. Nào, hai, được, con bỏ tao ra. Wow. Đây các cháu ơi, đấy, bà bật máy nhá. Bà cho hai cây vào luôn. Đấy, siêu to khổng lồ. Đấy, các cháu nghe chưa? Các cháu ơi, đấy, bà bỏ vào hai cây liền một lúc này. Đấy. Ui, các cháu này. Hai cây liền. Các cháu ơi, các cháu nhìn thấy bã ra chưa? Đấy, bã ra rồi, nước ra rồi. Đấy, nước xanh biếc các cháu. Các cháu này, nước nó xanh biếc này đấy. Các cháu nhìn chưa, ngon chưa? Đấy. Hai cây liền một lúc, ui chảy như thác. Ui. Các cháu ơi, đấy, bã nó kiệt này. Kiệt bông không còn cái gì này. Ui dồi. Đấy, không còn một cái gì các cháu ạ. Sạch bông luôn. Được. Các cháu ơi, một tí được một cốc luôn. Còn đưa. Đấy. Các cháu ơi, bà cho quất vào nhá. Đấy, nước mía là thiếu, có quất vào nó thơm. Nó thơm. Thank you.
Đây, bạ này. Chuyển ra, ngon lắm. Máy nó chạy rất khỏe các cháu ạ. Đấy, hai cây liền. Các cháu ạ, đấy, lượng mía nó xanh biếc này. Các cháu nhìn thấy chưa? Đấy. Đấy, các cháu nhìn này. Biếc. Các cháu ạ, tí một tí là xong rồi đấy. Bao nhiêu là vỏ này, một đống vỏ được các cháu ạ. Đấy, đấy nó ra bã đấy. Cái công nông mía của bà này hết hơi nhiều mía đấy các cháu ạ. Được cái máy nó hiện đại, nó khỏe máy, xay nó cũng nhanh các cháu ạ. Đấy. Thế là nhàn, nó không mất sức các cháu ạ. Đấy, các cháu ạ. Thế là hai mẹ con nhà bà hay một tí xong hết mấy bác mía luôn đấy. Thế là nhờ có cái máy hiện đại các cháu ạ, thế là hai mẹ con nhà bà chả mất sức gì mà nhàn nhanh con nhàn lắm các bạn ạ. Nếu mà lạo tay kia cô mà thì các cháu ơi, bây giờ bà đi lấy đá bỏ đá vào nhá, xong rồi bà lại mời tất cả các cháu tới đây uống cùng mấy bà cháu nhà bà cho vui nhá. Rồi đi con gái đi lấy đá mau lên. À, các cháu ơi, đây, thế là hai mẹ con nhà bà đã xay xong một cốc nước mía siêu to khổng lồ đấy các cháu nhìn này, đấy nước nó xanh biếc đấy, thơm ngon lắm. Thì bây giờ bà bỏ đá vào để uống cho nó mát nhá. Rồi bà bỏ đá, các cháu ạ, nếu không có đá thì nó không mát. Rồi bà bỏ đá vào nhá. Nào bà bỏ đá vào. Tiếp bà bỏ tiếp. Cho nhiều đá vào uống cho nó mát. Đấy. Cái món nước mía này rất tốt các cháu ạ, rất là sức khỏe đấy, uống vào thanh lọc cơ thể. Đây, ba túi đá liền. Chết, chà. Đầy quá các cháu ạ, đầy quá. Bà vụng tay quá, đầy quá. Bà bỏ bớt đá ra. Nào, các cháu ơi, bây giờ bà khoáng lên nhá. Các cháu nhìn nào. Ôi, mát lắm các cháu ạ, nhìn mát lắm. Đấy. À, các cháu ơi, à, bà lại thưởng thức trước các cháu nhá. À, bà thưởng thức trước một cốc thôi à, cho nó mát. Em bà cảm nhận là cái món nước mía hôm nay của bà là à. Tuyệt vời các cháu ạ. Tính người, mát lắm, ngon lắm các cháu ạ. Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu tới đây uống cùng với mấy bà cháu nhà bà nhá. Các cháu ơi, ra đây. À, các cháu ơi, đấy, bây giờ bà mời tất cả các cháu uống đi, đến đây uống mấy bà cháu nhà bà nhá. Mình mời các bạn nhá. Múc đồ mời. Mẹ múc và mời các con, mời các cháu nhá. Bà múc và mời các cháu. Rồi, đây để con đưa cho các em. Này, đây, con đưa. Chị ơi, được. Mời chị thưởng thức nha. Mời cháu chị uống nha. Cháu uống mày nha. Cảm ơn xếp hàng bà. Đấy. Mát rồi, này. Mời em nha. Cháu Hùng vẫn đang xếp hàng bà. Yeah. Anh Hùng không mời mày, muốn bát cơ. Rồi mình nhường cho các bạn đằng sau. Được không? Đây mấy em. Ôi, con mày các anh đằng sau. Đây, mấy em đằng sau. Nhà bà hôm nay có mấy cháu ở tận Sài Gòn ra chơi các cháu ạ. Đấy. Mời anh nhá. Cháu siêu to khổng lồ. Một ly siêu to. Anh này cũng quả dâu chất đấy bà. Dâu dài 3cm các bạn. Dâu này dâu dê. Ốc trẻ mà. Dâu này dâu dê mọi người ạ. Không phải đâu, em của chú Vượng Dâu hay cháu Vượng Dâu đấy. Đấy. Dâu không phải là dê. Ra, dâu. Để dâu để phân biệt là bên đây hay là bà. Để dâu không mẹ. Ra trong. Ôi, không phải bé quá. Bé thì uống nhiều cốc các cháu ạ. Bé thì nghe được xin thôi. Cháu có bé đi.
Tất đây. Rồi đây. Có khi nào đến lượt Duy là hết cốc thì. Đây em xin câu này. Rồi, Duy hết cốc rồi. Rồi. Các cháu ơi, bà mời các cháu uống với bà nhá. Các bạn nhá. Mời các bạn nhá. Các bạn nhá. Mặt quá các bạn ơi. Ủa quay. Mát quá các bạn ơi. Thành người các cháu ạ. Mát lắm. Quá ngon. Anh mặt quần cậu biết rồi gì. Ui ôi. Mát lạnh luôn. Các bạn, ơi. Đã hết rồi anh. Các bạn ơi. Đấy, anh này hút đi cho các bạn. Nào nữa, không còn chỗ nào nữa. Cốc thùng hết rồi. Cốc thùng đấy rồi. Còn anh này hút sụt sụt cái chỗ ấy các bạn ạ. Ui, mình cũng hết rồi. Ba đứa không nữa bà ơi. Con cũng hết rồi nè. Wow, một đứa hết luôn nè. Mát rồi. Nó vào này mát đâu. Chờ chờ, thấy con mới bơm. Cho con xin một cốc. Ai cho xin một cốc. Uống nước miến nó. Không biết đặc biệt hay không. À, cháu uống may đấy. Công khai của mình nha. Buốt lão của. Cho con xin luôn này. Wow. Đây, cháu ơi. Cho con xin luôn. Con xin bà. Chưa. Bà này đưa mỏi tay rồi. Đấy. Thật chứ. Công nhận nước miến ngon thật. Ôi, mát lắm các cháu ạ. Đây, cháu uống mạnh lên. Nào cháu gái mang lên bảo mua. Các anh phải uống hết câu này mới được về nhá. Bà ơi, anh Tuấn lại xin bà. Rồi, cho cháu xin ạ. Đấy, cái gì uống 3 bông cốc. Đây, các cháu nhìn xanh biếc thế. Xanh mùi nước, ngọt lắm. Rồi, cho cháu tiện ra tiếng lên cho này. Sữa này. Mày bơm ấy, mày bơm ấy. Ngọt. Này, cháu gái. Anh đi nè. Anh xin. Ôi coi. Ok. Bà uống đi, bà uống đi. Ô. Mình cá thêm một cái nữa. Anh. Để cháu tướng uống nhá. Uống nước rồi uống đá. Ui. Lươn lươn đi dành cháy nha, anh tự múc à. Thôi để em múc rồi. Để bảo múc. Để bảo múc ngại lắm. Cháu hôm nay cốc béo quá. Hôm nay cốc thì 5 lần sao ấy. Ôi, lừa cốc à? Lừa lắm rồi, mấy bà cháu lừa lắm rồi các cháu ạ. Cháu bùng ai nói vậy? Cháu cốc béo cốc thứ 5 rồi. Mấy cốc thứ 7 được rồi. Nguyên địch đấy. May nhà mình có hai ban thúng thiu các bạn, không thì cũng lúc mía chắc là cũng mệt quá, hoàn lắm anh em ạ, uống no lúc mía là có thật. 25 nồi bánh trứng rồi. Thứ tư là 27 đâu, 26. 26. Đúng rồi. 26 nồi bánh trứng. Chưa bây giờ uống nước mía nhiều như thế này. Lương thay bà đưa anh cốc này. Anh giữ cốc hộ. Kiếp. Để bà uống chứ. Cháu uống mạnh nha. À, các cháu ơi. Đây, thế là mấy bà cháu nhà bà không uống được hết đi. Cốc phải mấy chục lít các cháu ạ. Lùa lắm này. Vẫn còn đây. Thì các cháu ơi, bây giờ có khả năng là bà dừng clip tại đây thôi. Thì các cháu xem clip của bà hôm nay có thể hay thì like và chia sẻ video giúp bà nhá. Thì bây giờ bà chào tất cả các cháu nhá. Chào các bạn nhá.